Hi, HKH xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay video một công việc thường ngày của mình nha. Công việc hôm nay của mình là tưới dâu nha mọi người. Mình sẽ quay video về tưới dâu cho mọi người xem. Quay về cuộc sống của mình. Mùa này là mùa khô nha mọi người. Nên mình tưới. Hôm nay mình sẽ quay video nha. Đây là hồ của mình. Hồ mình đây nha. Mình đây là máy. Giờ mình đang tưới nha mọi người. Đây là máy. Máy đang chảy nha mọi người. Máy đang chảy luôn. Mình kéo từ đây lên luôn. Đây nha, đây là đường ống của mình lên đây. Mình tưới bằng hôm nay mình tưới bằng béc nha. Béc súng luôn nha. Đây. Đang tưới nha mọi người. Mùa này là mùa khô nên rất khô mọi người ạ. Khô lắm. Nó chỉ có hai mùa nha, Tây Nguyên nha, hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì nó lại mưa nhiều và mùa khô thì nó lại khô hạn luôn nha. Mấy tháng không mưa luôn nha mọi người. Nên người ta làm cà phê là phải tưới. Cà phê với dâu là mùa mưa là phải tưới nha mọi người. Không tưới là nó khô, nó chết hết ạ. Giờ mình đang tưới đây. Cũng khô được mấy tháng rồi, giờ mình mới tưới này, mới tưới được. Cuộc sống nông dân là vậy nha mọi người. Mình làm mình phải chăm cho nó. Không tưới không chăm được là nó khô à, nó héo hết à. Không nên luôn. Mình sẽ đứng đây quay thôi nha, mình không vào gần được. Bởi vì béc súng đây nó bắn tí sẽ ướt hết nha mọi người. Không vào gần quay được nha. Quay ở đây cho mọi người xem thôi. Mình không phải tưới tay. Mình tưới bằng súng đây mình bắn thôi. Nó tự quay vòng, nó tự tưới cho mình. Mình chỉ cần trông máy thôi, nổ máy là nó tự tưới thôi. Đấy mọi người. Quay rất đẹp nha mọi người. Thôi nha, mình xin dừng video ở đây. Hẹn mọi người ở một video khác nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người nha.